Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Taco TV của mình. Như video lần trước thì mình đã hướng dẫn các bạn chia sẻ với các bạn 5 cách quay, 5 cách bay flycam sao cho đẹp để tạo ra những khung hình đẹp nhất. Thì ở video clip này mình sẽ chia sẻ tiếp 3 cách quay nữa. Và hy vọng là cái 3 cách này sẽ giúp cho các bạn thêm nhiều kinh nghiệm hơn, cộng thêm 5 cách của cái clip trước nữa thì các bạn sẽ có nhiều kỹ năng bay hơn. Nếu mà bạn nào thấy quan tâm thì có thể xem cái lại video phía trước của mình nha, mình sẽ để ở link phía dưới. Rồi bắt đầu cùng với mình thực hiện nào. Rồi, kỹ thuật đầu tiên hôm nay mình muốn chỉ đó là kỹ thuật bay ôm lấy chủ thể hình chữ U khi chủ thể đang di chuyển. Thực ra kỹ thuật này trong chế độ bay thông minh của Mavic 2 đã có rồi, nhưng mà thực ra mình thích bay tay hơn để có thể chủ động hơn trong việc nâng độ cao, tốc độ. Nó sẽ tạo ra một cái lý theo hướng của mình. Bây giờ mình sẽ tìm một chiếc xe để cho các bạn hình dung. Đây mình sẽ lấy hai chiếc xe màu trắng này nha. Đó, hai chiếc xe màu trắng bên góc phải nó đang di chuyển từ phải qua trái, thì mình sẽ dùng nó làm ví dụ cho cái clip này. Thì mình sẽ đợi cho hai chiếc xe đi ngang qua chính giữa của con ron thì mình sẽ tiếp tục sẽ bay cho bay xa. Ở cái lúc này thì các bạn sẽ dùng ba ngón. Hai ngón cái và ngón trỏ trái. Đầu tiên thì các bạn dùng ngón di chuyển để đẩy về phía bên tay trái để cho máy bay bay về trái. Đồng thời khi đã bay được một đoạn thì các bạn dùng ngón điều hướng để đẩy về phía bên tay phải để ôm lấy chủ thể. Lúc này hai ngón cái vẫn kết hợp với nhau đều đặn để máy bay vẫn đang ôm mà di chuyển theo một vòng chữ U. Thì khi mà được giữa chủ thể rồi thì các bạn sẽ dùng ngón trỏ trái để thay đổi góc camera để cho nâng lên hạ xuống tùy theo việc chủ thể di chuyển nhanh hay chậm. Khi kết thúc thì các bạn nâng camera lên ngang để tạo thành một cái đoạn toàn cảnh. Bây giờ mình sẽ làm lại cho các bạn xem rõ hơn. Thì mình sẽ chọn cái chiếc xe buýt màu đỏ này để cho nó nổi bật. Các bạn ở kỹ thuật này các bạn phải làm chậm chậm thôi, tùy theo chủ thể di nhanh hay đi chậm thì các bạn phải tốc nhanh hay chậm tùy theo. Nhưng mà tốt nhất là mình nên bay theo chủ thể đi chậm sẽ dễ hơn. Đó, các bạn xem là mình ôm theo trái theo chủ thể đang di chuyển. Khi chủ thể bắt đầu bị đi ra khỏi khung hình thì mình sẽ thay đổi góc camera. Đó, như các bạn thấy, chúng ta phải nên duy trì chủ thể trong chính giữa khung camera, và khúc cuối thì các bạn nâng camera lên hết để tạo nên một cái đoạn toàn cảnh như thế này. Đó. Mình rất là thích kỹ thuật này, nó tạo ra một cái đoạn quay rất là đẹp. Nhưng mà thực ra thì mình bay cũng chưa có đạt lắm. Nói chung là các bạn cần phải luyện tập kỹ thuật này rất là nhiều lần. Mình cũng không có giỏi, như mình cũng phải tập luyện hoài vì cũng bị thất bại rất là nhiều lần. Rồi ví dụ lần nữa cho các bạn xem chiếc xe màu trắng này nha. Đó, mình sẽ thay đổi góc camera. Khi thấy chủ thể bắt đầu lệch ra khỏi khung hình thì mình sẽ thay đổi góc camera để nó ôm lấy chủ thể liên tục. Khúc cuối thì mình sẽ nâng camera lên hết. Cái kỹ thuật này thì giúp cho các bạn có một cái đoạn intro hoặc là đoạn kết thúc phim. Nói chung thì các bạn nên luyện tập thường xuyên. Các bạn thích làm hướng bên tay nào cũng được, mình thì làm từ phải qua trái tại vì mình thuận tay phải. Còn nếu các bạn nào làm từ hướng trái qua phải cũng được, tùy theo cái cách làm quen tay của các bạn. Đó, mình còn làm lại thêm một lần nữa nha, chiếc xe màu trắng từ phải qua trái. Đó, mình cũng đang ôm. Đó,
Các bạn thấy chiếc xe vẫn nằm trong khung hình, mình đang thay đổi camera lên cao lên để kết thúc đoạn clip. Rồi, kỹ thuật thứ hai mình muốn chia sẻ đến đây là một kỹ thuật giống như kỹ thuật ban đầu hồi nãy, nhưng mà nó sẽ không có di chuyển mà chỉ là ôm cái chủ thể xong nâng góc camera cao lên. Thì mình sẽ chọn cái Central Mode này làm chủ thể ví dụ cho các bạn xem. Thì đầu tiên thì các bạn dùng ngón di chuyển đẩy về phía bên trái đi, và kết hợp với ngón điều hướng đẩy về phía bên phải để cho nó ôm vòng tròn phần chủ thể. Khi chủ thể bắt đầu được nửa đoạn đường rồi thì các bạn sẽ dùng ngón tay trỏ trái để nâng camera lên cao hơn để nhìn toàn cảnh. Thì cái kỹ thuật này thì đơn giản hơn kỹ thuật hồi nãy, các bạn không cần phải di chuyển, các bạn chỉ đứng yên bay quanh cơ thể và nâng camera cao lên thôi. Thì cái cách quay này cũng giúp cho các bạn có một đoạn intro hoặc một đoạn kết thúc phim. Lưu ý là các bạn khi thấy chủ thể quay được nửa vòng tròn rồi thì các bạn mới nâng camera cao lên. Rồi, kỹ thuật tiếp theo mình muốn chia sẻ đó là kỹ thuật ôm lấy chủ thể và hạ góc camera thẳng, và hạ camera thẳng 90 độ xuống chủ thể. Thì kỹ thuật này thì các bạn mình sẽ cho đi song song với chủ thể, xong bất ngờ gần tới chủ thể mình sẽ cho quẹo vào bên chủ thể, rồi lúc đó phải chỉ camera thẳng xuống. Thì đây mình sẽ kết hợp cái ba ngón, đó là ngón hai ngón cái và ngón trỏ trái. Đầu tiên như chúng ta cho con đi thẳng về chủ thể, đi song song với chủ thể. Đó. Khi gần tới chủ thể thì chúng ta sẽ dùng ngón cái trái để cho đẩy về phía bên phải để cho con quay về phía chủ thể. Lúc này kết hợp với ngón trỏ trái để hạ góc camera xuống để cho camera chỉ thẳng xuống đầu chủ thể. Rồi mình làm lại cho các bạn xem nha. Đầu tiên là cho đi thẳng song song về chủ thể, rồi bất ngờ quẹo phải ôm về chủ thể, và lúc này sau đó chúng ta sẽ dùng ngón trỏ trái để hạ camera xuống 90 độ. Rồi chúng ta kết hợp xoay luôn 360 về chủ thể đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, thì hy vọng những gì mình chia sẻ thì giúp cho các bạn tự tin hơn với kỹ năng bay của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Nếu mà các bạn thấy hay thì cho mình một subscribe và một like nha.